Tôi xin gửi lời chúc mừng và cảm ơn đến đơn vị vũ trang của Cộng hòa Lugansk. Tôi cũng biết là họ đã tích cực chiến đấu, chứng tỏ lòng dũng cảm và anh hùng đúng với nghĩa đen của những từ này, giải phóng quê hương của họ. Lysychansk, thành trì cuối cùng của quân Ukraine ở Lugansk rơi vào tay quân đội Nga, Moscow cho biết đã bao vây và kiểm soát toàn bộ thành phố hôm 3 tháng 7. Trong cùng ngày, Kiev thông báo rút quân khỏi Lugansk. Thực tế là chúng tôi bảo vệ binh lính, người dân của chúng tôi. Đây là một việc rất quan trọng. Chúng tôi sẽ xây dựng lại nhà cửa, chúng tôi sẽ giành lại các mảnh đất, nhưng an toàn của người dân Ukraine là trên hết. Nếu như các chỉ huy quân đội kêu gọi binh lính rút quân từ một số chiến tuyến, nơi mà quân địch hiện đang chiếm lợi thế, hỏa lực tấn công như ở Lysychansk, điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ quay trở lại, nhờ vào chiến thuật và có thêm các loại vũ khí hiện đại. Sau khi chiếm được Lysychansk, Nga tiến gần hơn đến mục tiêu kiểm soát toàn bộ vùng Donbass. Nga trên đà tiến tại vùng Donetsk, oanh kích hai thành phố Sloviansk và Bakhmut. Tổng thống Ukraine Zelensky xác nhận hôm 2 tháng 7, hơn 2.600 thành phố của Ukraine đã rơi vào tay Nga. Tuy nhiên, lực lượng Ukraine vẫn kháng cự và tiếp tục gây áp lực với phương Tây về viện trợ vũ khí hạng nặng cho quân đội nước này.